Trôn đại chiến rắn hổ mang. Trôn đây có lẽ là con trồn mang xấu số nhất Bắc Bộ. Chủ nhân của con trồn này thật đúng là ác nhân mà. Sao lại buộc hai chân sau của trồn rồi ném vào hang rắn thế kia chứ? Không sao, hai tay tao vẫn chơi ok. Chấp mày luôn rắn ơi, cho mày về gặp tổ tiên luôn. Hả? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ai ơi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.